Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1 bài 55 nhân một số thập phân với một số tự nhiên, trang 69. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Đặt tính rồi tính. Vậy bài có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta có phép tính thứ nhất, 3,6 nhân 7. Đây là phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Số thập phân là 3,6 và số tự nhiên là 7. Chúng ta đặt tính. Ta viết thừa số thứ nhất là số thập phân 3,6. Viết dấu nhân. Nhân với thừa số thứ hai là số tự nhiên là 7. Chúng ta viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện phép nhân. Chúng ta nhân từ trái sang phải. Ta nhân như chân nhân các số tự nhiên. 7 x 6 bằng 42. Viết 2 nhớ 4. 7 x 3 bằng 21. Nhớ 4 bằng 25. Viết 25. Đấy, sau khi chúng ta nhân như nhân các số tự nhiên rồi, bây giờ chúng ta đếm xem thầm phần thập phân của số tự nhiên có bao nhiêu chữ số. Ở phần thập phân, ta đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số. Số 3,6 phần thập phân là có một chữ số, đó là chữ số 6. Rồi ta dùng dấu phẩy tách ở tích, tích là 252. Bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Đấy, kể từ phải sang trái thì chúng ta kể từ phải sang trái thì cái số đầu tiên là chữ số 2. Đấy, ta viết dấu phẩy có một chữ số, ta viết dấu phẩy ở giữa số 5 và số 2. 3,6 nhân 7 bằng 25,2. Tiếp theo chúng ta có phép nhân thứ hai, 1,28 nhân 5. Chúng ta đặt tính, viết thừa số thứ nhất 1,28 nhân 5. 1,28 là số thập phân và 5 là số tự nhiên. Chúng ta thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 2 bằng 10, nhớ 4 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. 128 x 5 bằng 640. Bây giờ chúng ta đếm xem phần thập phân của số thập phân. Phần thập phân của số 1,28 thì có hai chữ số. Ta dùng dấu phẩy tách ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái. Ta đếm 1, 2. Viết dấu phẩy giữa số 6 và số 4. 1,28 x 5 bằng 6,40. 6,40 chúng ta đọc gọn lại hoặc là viết gọn lại thành 6,4. Tiếp theo chúng ta có phép nhân thứ 3. 0,256 x 3. 0,256 nhân 3. Chúng ta nhân như nhân số tự nhiên. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 5 bằng 15, nhớ 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, nhớ 1 bằng 7, viết 7. 3 x 0 bằng 0, viết 0. Ta đếm ở phần thập phân của số thập phân có 1, 2, 3. Ta tách ở tích 1, 2, 3 chữ số kể từ phải sang trái. 0,256 x 3 bằng 0,768. Tiếp theo chúng ta có phép nhân thứ 4. 60,8 x 45. Như vậy ở đây là nhân một số thập phân với số có 2 chữ số. Còn 3 phép tính đầu tiên là chúng ta nhân một số thập phân với một chữ số. 60,8 nhân 45. Chúng ta nhân như nhân số tự nhiên, tức là ta nhân như nhân một số tự nhiên với một số tự nhiên, tức là nhân với số có 2 chữ số. Trước tiên ta nhân tích riêng thứ nhất. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 0 bằng 0, nhớ 4 bằng 4, viết 4.
5 x 6 bằng 30, viết 30. Tiếp theo chúng ta nhân tích riêng thứ hai. 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 2 chúng ta lùi sang bên trái một chữ số so với tích riêng thứ nhất. 4 x 0 bằng 0, nhớ 3 bằng 3, viết 3. Bốn nhân sáu bằng 24, viết 24. Tiếp theo chúng ta cộng tích chung. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 0 cộng 3 bằng 3, viết 3. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 2 hạ 2. Bây giờ chúng ta đếm ở phần thập phân của số thập phân. Đấy, có một chữ số 8 thì ta tách ở tích một chữ số kể từ phải sang trái, ta đếm 1, như vậy chữ số 0. Ta viết dấu phẩy giữa 6 và 0. 60,8 nhân 45 bằng 2736,0. Tức là bằng 2736. Số thập phân có phần thập phân là 0 thì chúng ta bỏ đi được. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5,6 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó. Bài toán có nội dung rất đơn giản, đúng không các con? Cái tấm bìa hình chữ nhật biết chiều rộng rồi, 5,6 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Bây giờ muốn tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó thì chúng ta phải biết chiều dài. Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng thì ta sẽ lấy chiều rộng nhân với 3. Biết chiều dài, biết chiều rộng rồi, chúng ta tính chu vi hình chữ nhật. Ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, tất cả nhân với 2. Phép tính đầu tiên chúng ta tính chiều dài tấm bìa hình chữ nhật. Chiều dài tấm bìa hình chữ nhật là 5,6 nhân 3 chúng ta đặt tính 5,6 nhân 3. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 nhân 5 bằng 15, nhớ 1 bằng 16, viết 16. Số thập phân có một chữ số ở phần thập phân là chữ số 6 thì chúng ta tách ở tích một chữ số kể từ phải sang trái. 5,6 nhân 3 bằng 16,8. Đơn vị ở đây là decimet. Chúng ta tìm được là chiều dài của tấm bìa hình chữ nhật là 16,8. Bây giờ chúng ta tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật. Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật là 5,6 cộng với chiều dài là 16,8 nhân 2. 5,6 cộng 16,8. Chúng ta đặt 16,8 trước. Cộng 5,6. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 6 cộng 5 bằng 11, nhớ 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Nhớ 1 xong 1 thành 2. Kết quả bằng 22,4. Tiếp theo chúng ta nhân với 2. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. Ở phần thập phân của số thập phân có một chữ số, ta tách ở tích một chữ số kể từ phải sang trái. Kết quả bằng 44,8.
44,8. Đơn vị ở đây là decimet. Như vậy chu vi của tấm bìa hình chữ nhật là 44,8 decimet. Đáp số 44,8 decimet. Chúng ta chuyển bài tập 3. Ở bài tập 3 yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào ô trống. Bài tập 3 là một bảng gồm các cột, 3 cột thừa số và tích. Dòng thứ nhất cho biết thừa số. Dòng thứ hai cho biết thừa số, tức là biết thừa số thứ nhất, và dòng thứ hai thừa số thứ hai yêu cầu chúng ta tính tích. Thừa số thứ nhất bằng 3,47, thừa số thứ hai là 3. Bây giờ tính tích, phải không? Muốn tìm tích của hai thừa số thì ta lấy thừa số nhân với thừa số. Tức là ta thực hiện phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Một số tự nhiên ở đây là có một chữ số. 3,47 nhân 3. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 nhân 4 bằng 12, nhớ 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 nhân 3 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 10. Ta đếm ở phần thập phân của số thập phân có hai chữ số thì ta tách ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái. 3,47 nhân 3 bằng 10,41. Tiếp theo 15,28 nhân 4. Đây cũng là phép nhân một số thập phân với số có một chữ số. Ta nhân như nhân số tự nhiên. 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 nhân 2 bằng 8, nhớ 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 nhân 5 bằng 20, nhớ 1 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4, nhớ 2 bằng 6, viết 6. Ở phần thập phân của số thập phân có hai chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái. 15,28 nhân 4 bằng 61,12. Tiếp theo 2,06 nhân 7. 7 nhân 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 nhân 0 bằng 0, nhớ 4 bằng 4, viết 4. 7 nhân 2 bằng 14, viết 14. Hai chữ số ở phần thập phân của thừa số thứ nhất thì chúng ta tách ở tích hai chữ số ở phần thập phân kể từ phải sang trái. 2,06 nhân 7 bằng 14,42. Tiếp theo chúng ta có phép tính cuối cùng 4,036,000 phần nghìn nhân với 10. Đây là phép nhân một số thập phân với 10 thì chúng ta coi cái số thập phân này như là số tự nhiên, ta nhân với 10. Nhân một số tự nhiên với 10 thì ta thử việc thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó, tức là bằng 4036, phải không? 4036 và thêm một chữ số 0 nữa. 4036 và thêm một chữ số 0. Đấy. Chúng ta thấy là sau đó chúng ta đếm ở phần thập phân của số thập phân có 3 chữ số thì chúng ta tách ở tích 3 chữ số kể từ phải sang trái. 1, 2, 3. Viết dấu phẩy ở giữa 0 và 3. Kết quả bằng 40,360 hay là 40,36. Hay chúng ta viết bằng 4,36 cũng được. Như vậy, chúng ta vừa làm các bài tập để củng cố về nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Ở đây, trong bài chúng ta đã nhân một số thập phân với một số tự nhiên có một chữ số và số tự nhiên có hai chữ số. Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên, ta làm như sau. Nhân như nhân các số tự nhiên, đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.